Nhân dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023, sáng ngày 18 tháng 1, ông Ngô Công Thất, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú làm trưởng đoàn công tác huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Quỹ ban nhân dân, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đến thăm chúc Tết cán bộ, viên chức, lao động xí nghiệp môi trường đô thị yên Phú và trung tâm y tế huyện. Phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết, Bí thư huyện ủy Phú Ngô Công Thất đã ghi nhận biểu dương những thành tích đạt được của các đơn vị trong năm qua. Trong thời, Bí thư viện ủy Phố mong rằng thông thể hai đơn vị nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước tiên là thực hiện nghiêm túc kế hoạch đảm bảo công tác chuyên môn trong dịp Tết. Dịp này, Bí thư viện ủy Ngô Công Thức đã tặng quà cho gửi lời chúc xuân quý mão 2023, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, các hái được nhiều niềm vui, nhiều may mắn, nhiều thành công mới đến tập thể hai đơn vị. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Quyện đã trao tặng 43 phần quà cho công nhân, người lao động, xí nghiệp, môi trường, đô thị. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, thường nguồn dẫn động xã hội và tặng 30 phần quà cho các cán bộ, viên chức trung tâm y tế quyện, tương nguồn vận động hỗ trợ cơ quyện quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quyện.